Vào đi lên hàng. Lên hàng châu Phi. À châu Phi rồi, à đâu chém. Ai 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 ai. Vớt 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 vớt. Đồ bơ, đồ bơ. Ai 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 ai. Chép. À trôi. Lên. Lên luôn. Lên luôn. Trôi trắng nha mọi người nhá. Trắng như ngọc trinh. Chưa được con to, sẽ có cá to. Chưa được cá nhỏ rồi bắt đầu cá to. Hả? Ừ, thả rồi. Bé quá. Sẽ bắt cá to nha, hôm nay không bắt cá nhỏ nha mọi người nhá. Thả bỏ mà. Không có được không? Tới cá bắt chạy từ trong kia chạy ra. Trắng. Chấm chấm đen hay chấm chép? Chấm đâu? Chấm chép. Ôi trời ơi. Trời to. Trời to. Trời to cả nhà nhá. Nó khỏe đấy. Khỏe. Khỏe. Con này là 3 cân rồi. Em ta mau đây cả nhà nhá. Trời to, trời to. Đến giờ ăn cơm thì vào được quay cá này. Trời to đấy. Rồi. Cắt móng thành công. Cắt móng nhá. Cắt móng nhá. Ôi, tưởng to, con này phải được 4 con đấy. 3 cân rưỡi 4 cân nhá. Chứ còn rong một con trôi này là cũng... Tí nữa thì hôm nay phải bị 7 cân, 7 cân nữa. Đói không? Để đúng không? Bây giờ bà ăn cơm nhá. Chả đi ra ngoài máy chứ không có mạng này. Thôi. Thế này là gọi là... Cắt móng thành công. Đưa ông anh. Cắt to nhá mọi người nhá. Chim chim bao mà cũng chuẩn. Anh trong một lúc à? Cô, đây. Anh trong nhỉ? Đây. Hả? Thành quả của mau đây đây. To chưa, to chưa? Cháu được dạy bay xuống đây nhá. Lúc nãy được càng cái con bé chi chi lại thả bỏ. Nói chung là không phải 7 cân rồi mọi người nhá. Đáng nhẽ hôm nay ra sang đây mà không được nữa là 7 cân đấy. Thôi từ giờ đến chiều là phải làm vậy. Anh mà không được anh 7 cân này nhé. Trôi rất to nhưng mà 7 cân mày mà. À. Đấy đấy, đấy đấy. Lấy xích. Trôi này rất là ngon nhé mọi người. Trắng, đẹp. Kia đây. Wow. Mao Đệ vẫn là người làm việc cực nhất. Không chết được con này, không thì chết được. Con tay cái quả bưởi. Chà luôn, nó còn đang có đạn. Ôi, thế mà tưởng nó khỏe, khỏe thế mà tưởng nó to nhở. Con này cũng chỉ có được độ tầm 3 cân thôi. Con trôi này nó khỏe. Khỏe. Hàng trôi nó khỏe. Hàng này hàng không khác gì cá tự nhiên luôn mọi người. Mao Đệ chuẩn bị giật một con siêu to khổng lồ nhé mọi người nhá. Khó lắm, đang cá tiếp rồi. Đấy, ôi, ấy đấy đấy. Ta vừa dứt lời xong, ấy ấy. Vừa dứt lời xong chìm phao luôn, đang zoom phao cho mọi người xem ấy. Ấy ấy ấy, vật gì ấy? Ôi dồi ạ. Tưởng gì chụp. Trôi giỏi. Mao Đệ thả khoảng 20 con như thế này rồi. 20 con nhỉ? Cái tinh sáng. Mao Đệ nhiều quá. Con này nó chán đi đâu nó đi sao chúng ta. Thì mày thả ra là nó đi. Siêu to khổng lồ. Đây là một câu à. À. Châu.
Thật á? Không phải. À, thính bôi đất à? Bôi đất làm gì? Chụp cứng à? Xinh. Đất đâu đất? Tao thấy vừa moi đất này. Buồn quá mọi người ạ. Tuy là không móm nhưng mà chỉ được hai con nhỏ nhỏ thôi. Hầu hết như hôm nay thật sự để mà nói nhá, ở hồ này hôm nay có 1, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7 này, 3 anh em mình nữa là 9, kia nữa là 10 cân. Cá thì con cá nó lìn. Thế nên là anh em mình vẫn tự hào lắm. Dạ. Mao đệ hôm nay là gọi là cần thủ được nhiều nhất nhá. Nhưng mà toàn thả thôi. Được hai con ở bên kia thì nữa mình sẽ show cho mọi người xem nhá. Lại lên tiếp. Ê, đem cần sang đây. Quấn ở bên đây rồi. Rồi, đang bảo là hai con đang ăn đang mói. Đây. Bên cần thủ bên Nghệ An đã ra đấy rồi, đã có hàng. Yến không? Chép yến. Từ từ nó đổ bờ, Đây. Ơi điện nhá. Điện. Anh Khang ơi. Điện. Điện, đưa vợ cho anh Khang, Khang làm việc anh ơi. Ôi, mồm mình thoải mái. Không, cứ bình tĩnh. Lên điện. Vừa nói anh Khang. Cứ cho nó chạy đi, Cần cho cái cần của em nó chạy luôn nhé. Cứ cho cá chạy đi. Đấy, bảo rồi anh Khang vừa nghe mồm anh Khang lúc nãy thì. Cứ cho nó yếu đi. Nó phải cẩn thận vào nhá. Bao nhiêu công sức đấy. Mày quá mờ luôn, bây giờ mà sảnh là do ỉ chơi. Quá nhẹ nhàng nó này. Cứ đàng hoàng à. Ui giời. Sinh hồn là không đấy được mấy. Ê, Dũng ơi. Mau đi câu cả ngày không bằng người ta giật một cái. Buồn tầm tiếng. Ui, đèn xì. Mọi người thấy chưa? Gọi là tàu ngầm đấy, đang tàu ngầm. Tí nữa nó nổi lên mình sẽ cho mọi người xem rõ nha. Đấy, đấy, nó đang di chuyển lên đây. Đấy, đấy. Chuẩn bị lên, ôi, nổi lên. Đấy, phao nó nổi lên đấy. Đây. Ui da. Đâu? Khủng long đâu rồi? Khủng long. Khủng long lên bờ. Khủng long bảo chúa đang chạy. Đấy, đổ bờ. Đổ bờ. Ai là vướng đang chạy nhá. Đừng đi lên đây nữa. Chuyển nó quay lại đi, nó vào cái cước kia. Ờ, vào cước lăng xì. Ôi, đèn xì đấy, nó nổi lên đấy, thấy. Nó bành lên một cái đấy. Đợi em à. Dạ, hết mệt luôn. Cứ bình tĩnh. Báo cáo cho đội Tam Mao. Này. Đội Tam Mao hôm nay thua đội Nghệ An à? Làm là chưa hết giờ, bay sao được, ui lại ra xa rồi à? Cho nó đi thoải mái. Chán sao mình chả có gì ngoài thời gian cả. Mình đợi đến một ngày rồi. Có sao đâu. Đội Tam Mao lên cái đó mọi người. Ui. Lâu mệt à? Mày đâu. Máy vào luôn. Cứ bình tĩnh. Máy là một phát là đứt luôn. Cứ bình tử. Ấy, lao vào vờ thế. Dám, phải luôn. Rồi, cứ bình tĩnh, ngửa bụng lên thì hớt. Đừng có chữ thối bên đấy nhá. Mệt lắm. Mời tay cho em. Bình thường. Mời. Anh đừng mở thế. Mời tay thả bỏ. Cần.
ơi, thế thì phải trong cái đường thôi. Nó ăn lưỡi. Rồi, nó vào. Rồi, tôi. Rồi, sao lên. Nó cao lên. Ôi con này bóng thế. Chắc hẳn lên vờ anh Khai. Ngon thế. Được, bỏ bỏ lưỡi ra, bỏ lưỡi ra. Này thì bình này. Bình bao nhiêu lần ạ? Trời, thế biết thế để anh sang giặt cho. Giặt gì mà từ sáng cháy cả nách mới được con thế này. Chẳng quá cần anh không được giặt thôi. Xích. Đấy, xích bên này. Xích bên này. Xích đâu ạ, bỏ đây. Ừ, con ơi. Nào, anh sao? Thôi, lấy xích cho. Thôi, nói chung là hôm nay anh em mình đi câu vui vẻ thôi, bây giờ bắt được rồi, để thả xuống nha. Thả vào đi. Nào. Lấy xích rồi. Mày cứ phải bình tĩnh, không phải vội. Anh sao? Dạy cái gì nữa? Nãy thì không dạy. Cái kháng này quá kẹp cân đấy, thật quá. Mà cứ quăng để ấy, lấy đi tiêu đi, không thể để cho. Nó phao luôn đấy. Nó lỗ mà, nó lỗ. Cứ bình tĩnh em ơi. Cứ bình tĩnh, không phải dạy. Ở trên mang anh ơi. Thấy chưa? Anh trên trong chết. Thấy chưa? Đương là phải chết mà. Về đến mình nó cũng có sống được đâu. Thôi nha, bận, đang bận. Nha. Xuyên vào mang thôi, đèn đèn. Thằng người của đàng mẹ khoái quá. Đang bận nha. Ghê không? Này, tụt à? Đấy, đây. To hơn Yến ấy nhỉ? Đấy. Đấy, cái này. Trời ơi. Đấy, cái này dính mang, cái này dính mang. Cầm xách là vượt đi. Anh trước một cái đầu đi, nó tuột. Rồi, đây rồi. Rồi. Ok. Để quá xích. À, xách là sợ chết. Kiêng. Cái này rơi vào tầm chín cân này. Đầu 8. Ui, cao lại được rồi. Đây. Rồi, con xích. Đấy nha, ba người cùng xích nha, chứ tuột là kề rồi. Tuột là ý chơi nhá. Tuột, ba thằng tự động nhảy xuống suối, ba nhảy xuống hồ, không phải... Rồi, thả em nó về... Được, kệ. Được, không sao, nó ngồi giờ mà. Một em rồi nhá mọi người nhá, gần hết giờ, nói chung là giải 7 rồi. Kìa, món đệ được con nữa kìa. Thấy món đệ là được à? Ủa, lại được, chép giỏi, cả giỏi. Ủa, lại thôi. Trắng nhỏ. Bắt được. Con đệ lại được mọi người nhá. Ai à. Con này thả ấy chứ. Con này bé quá, thả cho nó lớn mọi người ạ. Hai về gọi cụ về ra đây nhá. Con này bé, con này mà bằng con trôi là... chạy nhanh rồi. Bé quá thì anh em mình sẽ thả bỏ. Con này là trôi hay trắng? Trắng. Ai sao? Đây là thành quả sau 48 giờ của... Nói là 48 giờ thì cũng không sai mà cũng không đúng lắm. Tại vì đi từ hôm qua mới săn được một em khủng này. Và một em... Hôm qua bỏ ăn nên anh em mình quyết định sang đây để phục thù mà đấy, nhỉ. Hôm nay mau đệ đây. Con này sao không thả nó? Con này nó gù đầu rồi. Nói chung là mau đệ hôm nay được khá là nhiều. Đội Nghệ An được một con chấm đen này. Còn mình thì vẫn đang trong tình trạng móm. Đấy thôi. Em được 2 con này. 48 giờ của anh em mình sắp kết thúc rồi. À không phải 48 giờ. À, nó là 2 ngày thôi. Cứ thả rồi đây. Anh em mình làm siêu cay nhỉ. Cứ thả xuống đây tí nữa tính sau. Đấy. Úi trời. Ôi thôi. Tuột chết rồi. Nói chung là hôm nay về đến nhà thì cũng phải tầm 8 giờ, hơn 8 giờ, hơn 8 giờ rồi nhỉ? Bây giờ bắt đầu vật được con khủng long này, còn con này của mao đệ này. Tí nữa anh em mình sẽ thịt hết. Khả năng là anh em mình hôm nay sẽ về quán để chế biến chứ. Tại vì bây giờ anh em mình mệt hết rồi. Ủa, trộn xanh này này. Trộn trắng này. Đấy, nhìn bộ lòng của nó này, nhìn vĩ đại như kiểu... như một con trâu kinh khủng khiếp. Con này ước chừng 8-9 cân nhé mọi người nhé. Một cân. Bây giờ anh em mình sẽ băm nó ra và lên quán để cho người ta chế biến chứ. Bây giờ mệt quá rồi, đi
đi khá là lâu rồi. Máu đệ bây giờ còn đang sắp ngất rồi. Bây giờ sẽ khật nó ra để lên quán chén một con này đã. Bây giờ không đủ sức để mà chế biến nữa rồi. Cái chuối đỏ ấy, chuối Ấn Độ ấy. Nó đâu tưởng tượng trắng như nhỉ? Ừ. Đó kia. Nói chung mọi người thấy âm ra không? Đây là một khúc của con cá chấm đây nha mọi người nhá. Đây mình sẽ xin phép là đặt đây đã. Thực ra thật sự là hôm nay sau gọi là hai ngày đi săn hàng thủ này, anh em mình cực kỳ mệt rồi. Bây giờ là 9 giờ đêm rồi, 8 giờ đêm anh em muốn về đến nhà, thế nên là không thể nấu được với kia được, nên là hôm nay anh em mình quyết định là ăn sang đấy, nên là nhà hàng ăn luôn. Vâng, nói chung là rất là cảm ơn anh em bên cái em ơi. Rất là cảm ơn mấy anh em từ trong Nghệ An xa xôi ra đội câu của LK Hòa. Đấy. Nói chung là hôm nay đội câu LK Hòa cắt món cho anh em tham ăn. Còn gọi là anh em mình đi câu thì thực sự là món thủ. Chuẩn luôn. Mọi người nếu mà muốn biết là cứ sớm là LK Hòa trên kênh YouTube đúng không? Và mọi người sẽ biết về cần thủ LK Hòa nhá. Chuyên đi săn chấm cá và tất cả các nguồn tự nhiên và săn xong là trả cho chủ hồ. Đam mê câu đến mức cái cổng mà chuẩn bị ngồi đây xong lại đòi về Nghệ An đi để trả mai cầu tiên. Ôi trời ơi, kinh điển đấy, mới gọi là đam mê mọi người. Không bỏ ngay nào. Mọi người muốn biết về đam mê câu cá thì có thể vào kênh lửa cá hoài nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Cảm ơn anh.